Chào các bạn, lại là Lucas đây. Và thời khắc này đã điểm. Hôm nay chính thức kênh của mình sẽ thay đổi theo concept đi du lịch vòng quanh thế giới cùng các món ăn. Hộp random này. Đây nhẹ. Vậy đất nước này sẽ là đất nước đầu tiên mình làm món ăn nhẹ. Đức thì có món gì nhỉ? Đức ạ. Nghĩa rồi. Còn lợn này. Mơ. Ui. Ui. Em ngạc nhiên là anh chưa lấy. Mình đã chuẩn bị hết tất cả nguyên liệu ở nhà. Nhưng mà làm này chắc đến đêm được ăn mất. Bạn ơi. Đến làm hộ mình ấy. Tới liền. Đến nhà. Ok. Oh. Let's go. Còn lại thôi. Không, em cứ ăn. Ra hình xúc xích rồi đấy. Xoay đồ này. Ừ. Xong cắt hả? Ừ. Mở cái đầu này. Chào mừng nha. Ghét ghê nhỉ. Cái to. Sao cái này dài thế? Mình bảo là làm cái xúc xích dài. Xong đi về mà. Ôi ôi. Nhà. Bắn. Chờ xíu. Biểu diễn. Ok, vậy là đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi nha. Các bạn có tò mò về danh tính người vừa nãy nấu ăn cùng với mình không ạ? Chắc là không tò mò nữa, thôi bỏ qua nhé. Được díu. Khách mời đặc biệt của mình hôm nay. Cho đi, chú lên. Là tôi đây. Bạn có thể tự giới thiệu về bản thân không ạ? Chào mọi người, mình là Sushi đến từ Double S Crew. Ok nha. Thật ra mình là một người Đức nha. Mình sẽ nói một câu tiếng Đức cho các bạn xem nha. Hello. Anh click vào đi. Bia. Yeah. Bắt đầu nào. Mời bạn. Châu. Châu chết cao mới. Thế nha. Nhiều quá. Đổ hết hả? Má, chịu luôn. Người ta thể hiện trình độ. Các bạn đổ bia, đây là đổ bia sinh nhật này. Đấy. Bắt cái được. Đổ ngang để không đổ ra nha. Này, xong uống tí. Mời các bạn ạ. Yo. Wow.
Tuyệt vời luôn. Đây cho sự anh Sơn Si thử trước ạ. Đúng là đồ mình làm. Trông rất là ngon nè. Thử biết nha. Thơ miếng đầu tiên. Mời các bạn. Này. Cảm giác như mình đang đi du lịch ở đất vậy. Đây nha. Bên trong nha. Tuyệt vời. Lớp vỏ rất là giòn luôn. Mình có thể xin overview của cái xúc xích này không? Chắc chắn là mình sẽ có thể làm thành đầu bếp chuyên nghiệp sau khi làm món xúc xích này. Chắc chưa, chắc chưa. Hôm nay em mời đúng người rồi. Vừa nãy còn định cho xì dầu chấm. Ảo thật sự. Đáng ra phải đập chấm hạt tiêu Việt Nam. Chấm mắm tôm nha. Làm đường quẹt mắm tôm đi. Nó bị ngọt. Nhưng mà chấm mắm ngon hơn. Nhá. Do tiện ngọt. Điều à? Cú. Ok, rất ngon nhé. Bây giờ sẽ thử chấm ra cái mà ít người chấm nhất nè. Nếu mà tuyệt vời hơn thì mình đã có thêm cái bánh mì rồi. Đây là chấm ít người chấm nhất nè. Ma khách mời nói lắm nhỉ. Đùa tí nha, đùa tí nha, khách hàng tốt nha. Một lần và may may à. Không có là hai đâu. Đùa tí. Đáng là phải cho cameraman thử miếng nhỉ. Cameraman đâu rồi ạ? Có muốn thử miếng không ạ? Có, cho anh thử miếng đi. Kỳ nhà, thích chấm cái gì? Cho chọn luôn. Kỳ nhà. Dạ. Này, cho thử nhà, đút miếng này. Thế nào? Không, đã thế anh phải làm thêm biến đất. Dạ, có biến. Đúng rồi. Đúng. Ai, cắt ly, cắt ly, cắt ly. Cắt ly, cắt ly, cắt ly. Cắt ly nha, cắt ly nha. Cheers. Đỉnh có đỉnh. Không ngon. Ngon rồi, chấm được thống nó ngon lắm. Không ăn thế một tật ngon hơn. Chắc chắn là mình là người Tây rồi. Thế này ngon nhất rồi. Mình người Tây rồi, mình sẽ ăn đồ Tây. À. Chưa là anh. Của anh. Ba anh em chưa rồi. Xíu nè. Ừ. Thế rồi. Chờ xíu. Rồi, rồi. Cặn cái luôn. Dạ. Hết nha. Hết nha. Phải báo rồi. Không hết được. Hết rồi nha. Xúc xích hôm nay ngon là thế. Công nhận luôn. Mình nấu khác. Đàn kê, bạn Vân Thắng đã mời mình đến nhà. Đàn kê. Ok nha. Ích lịch vô địch. Bắt đầu tạm biệt anh người Đức này và cùng đi xem bóng đá với bọn mình nhé. Đi hộn. Cá chả. Người Hàn luôn nè. Máy xoay. Trời, mãi mới đến trận này. Dính, dính, dính. Yeah, hay. Rồi, hay quá. Sút. Rồi, phá rồi. Brazil, Brazil, go! Ah, oh wait.